Rồi lúc mà em ở lại em đi học á thì cũng có người này người kia nói người kia bạn bè rồi này kia học rồi này kia nói người kia mà từ các bạn lên thì họ cũng vậy là tụi lấy cũng bình thường ai nói tại mà ai Không có đàn bây giờ. mình cứ làm xong làm rồi mình cứ làm sống đúng mình thôi ai nói có mặc cảm không vui nhưng lúc trước thì cũng có anh giờ thì khó làm. Cũng tranh thủ thời gian hơn 90 km từ huyện Tháp 10 lên đến đây thì cũng bây giờ mấy giờ Phong ha? Hơn bây 7 giờ là hơn 7 giờ tối rồi. Nhưng mà có cuộc hẹn với anh Lượng lúc chiều thì khoảng chừng 5 giờ rưỡi nhưng mà vì đường xa nè trời mưa mấy chập chạy không dám chạy nhanh nên đây đành đợi anh Lượng ra trước. Ủa anh bán vé số là chị là bán tạp hóa hả? Hai vợ chồng bán vé số, hai vợ chồng em đi bán vé số. Tâm á, mới nãy giờ nó không cái có mặt mình giúp được $200 rồi để cho chị mẹ rồi người kia trong nhà bán để kiếm tiền như này như kia. Đây là mẹ của anh. Dạ. Anh có mấy anh em anh Lượng? Ở nhà anh được 5 người mà người thứ hai có chồng làm ở Đồng Nai á, còn đứa em út nó có chồng nó làm ở Đồng Nai, còn đứa em nó làm ở đây, nó làm công ty Tiết Nghĩa cái này nè. Anh là thứ ba, em thứ năm. Thứ ba đây là cái thứ ba rồi. Còn đây là vợ anh. Em nghe nói là gia đình mình tới 4 người, vậy anh hai có lùn như vậy không? Không, cao, chị cao. Dạ. À, chị làm Đồng Nai là cao. Dạ, chị làm Đồng Nai cao. Tôi có thể mình đứng cho tụi em xem được không? Gia đình mình đứng cho tụi em xem được. À, thử coi. Để tay qua đây đi nè, qua đây nè chị. Đây là đây, chị ba. Chị ba. Dạ. Còn đây là cháu. Mọi người đứng ngay qua đây cho dễ nè, để em dễ quan sát thử là ai cao hơn nè. Anh có thể giới thiệu về tuổi thành viên trong gia đình mình cho tụi em biết với. Em và chị thứ ba là 36 rồi. 36 tuổi. Thằng đó 33. Đây là ông anh thứ tư 33 tuổi. Anh tên gì? Anh tên Độ. Chị tên Diễm. Dạ. Độ còn. Dạ anh tên Đào 29 tuổi. Em thì tên Lượng 30. Rồi. Vậy thì ở nhà này có bao giờ đo thử chiều cao không? Dạ không. Chị lấy tay chụp. Cứ gì là đùa là không có đo. Nói chung là cũng lâu lắm rồi. Em đo để khám sức khỏe để đi thể thao bị tật á. Là mét hai mấy á. Vậy thôi cho mọi người ngồi cho thoải mái nha. Đúng rồi. Rồi anh Độ là có gia đình vừa chưa Độ? Dạ không, anh chưa. Anh với chị ở đây là có cháu, là con anh này. Dạ không, này là hai đứa con của nhỏ em Út á. Dạ, nó ở đây. Anh với chị có con không? Dạ nói chung là lúc trước có mà bị gãy ra. Rồi có bị nó bị thiếu oxy á, thiếu hơi thở. Sinh ra xong rồi mất. Anh thì chưa có, anh Độ chưa có nè. Dạ. Còn chị ba cũng chưa. Chưa luôn. Chị ba ngồi bên này cho dễ nè. Cái cơ duyên nào mà cho anh gặp vợ anh với anh Lực? Hôm qua lúc trước em bán ở Sài Gòn á, vợ em cũng vô Sài Gòn bán. Rồi xong cái hai đứa gặp, làm quen, gặp rất nhiều. Năm nay nữa là bao nhiêu năm rồi? Em cưới vợ em nữa là năm nay 5 năm rồi. 20 tháng 10 2015. 20 tháng 10 này nữa được 5 năm rồi. Ồ, kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Chỉ còn có mấy ngày nữa à? Đúng rồi. Bữa nay ngày 1 tháng 10 rồi, 4 ngày. Bữa nay ngày 2. Ngày 2. Bữa nay ngày 2 rồi. Chuẩn bị tổ chức gì không? Em à, nói chung là bán mà về đắt hàng thì
lâu lâu như ví dụ bữa nào đắt hàng thì nếu mà ấy thì chỉ mua bông hay là gì đó tặng thôi chứ còn chưa tổ chức gì. Chung là nào giờ không có gì đó. Tại nghe nói là anh Lượng chơi thể thao được hả? Dạ em hồi đó là em đi thi thể thao người Đức Đặt. Anh bộ môn nào? Và lao tạ đĩa, ném lao, đẩy tạ. Ném gì á? Ném gì á? Có thi para game không? Không, em không có được. Chỉ thi toàn quốc thôi. Dạ em lấy anh ở nước ngoài ném người luôn. Cái giải cao nhất mà anh đạt được là giải gì em? Huy chương vàng. Có huy chương vàng không, lấy cho em xem với. Dạ không. Không có. Nói chung là dọn nhà, dọn từ Sài Gòn về á. Em không có đem về. Nói chung ra mấy thầy rồi này kia giữ thì... Anh Lượng thì hiện nay là cân nặng là khoảng bao nhiêu ký anh Lượng hả? Em thì cũng 40-50 ký á. Ồ, hồ, nặng quá ha. Bị mẫu đen á. Rồi sau đó cũng ở nhà giữ cháo rồi cơm nước thì trong nhà thôi, chỉ cũng thiếu, không có đi đứng gì được, không biết chạy xe, không có đi đứng gì, nó không được xa, đứng rồi không có làm gì. Còn anh Độ hiện nay thì anh làm công việc gì anh Độ? Ở nhà buôn bán rõ rồi. Anh Tâm cũng mới cho cái tủ đó. Dạ, cho được tiền mua đồ kia để bán. Anh thì nói chung là anh không có biết tiền. Anh số tiền lớn, anh không biết. Biết cái mặt giá là cái đồng tiền đó như thế rồi. Đồng tiền như 150 một kia thì anh biết. Mà dạng như anh không biết thối. Vậy thì thối là... Thối là trị vật mẹ thối. Ví dụ bán ở đây, ví dụ kèm kèm ảnh này, mình thối nhiêu gì đó. Để gặp gia đình của anh Lượng thì phải đi vào buổi tối mới đầy đủ các thành viên. Ban ngày thì mình đã đi bán cái số. Dạ ban ngày nhiều khi anh đi bán thì hết trễ rồi nó cũng gặp cũng hơi khó. Hai vợ chồng thì bán chung một điểm không? Dạ không, bán riêng. Ai là người bán được cái số nhiều hơn? Dạ em. Anh bán một ngày được bao nhiêu tờ này? Dùng ra đi có ra người ta ngày cũng được 150, có khi được 200. Vợ em thì bán vòng vòng đây, xe lúc trước mà nó hư á thì vợ em bán vòng vòng đây. Còn giờ xe thì nó sửa xong rồi, thì sửa hoàn thành một chiếc rồi. Thì nói chung là chủ nhà anh Tâm thì nói thì thấy có được chiếc xe. Nói chung về đây á thì dịch bệnh á, thì xong cái để á, xong cái bình nó hư, xong cái đậu buôn bán thì được, phải không có tiền cho hồi xưa cô sinh anh chị hai thì không lùng như vậy. Tới lúc anh Lượng chị ba rồi chị ba. Lùng rồi tới một anh Lượng rồi tới Ấn Độ chứ Ấn Độ tên Lượng thì lúc sinh chị ba với Ấn Độ thì lùng lại cô có sợ giống như hồi đó mới sanh ra là cũng 3 ký mấy gì đó cũng không có biết nên nó lùng. Cái chừng gần tới tâu tâu á, thấy bà em nó rồi. Nghĩa là hồi đó cũng còn bằng dâu cho bà nội nữa đó. Rồi nghĩa đẻ ít thì bà chịu, bà sợ bỏ cha nó. Cho nên bà đẻ hoài, cái chừng có chữa đừng mốt cái... Bác sĩ có nói gì không cô? Không, vậy hồi đó đẻ đâu có đẻ mù tay đâu, đẻ mù dừa không ạ. Nhưng mà sau này khi mà thôi nôi á, là giáp năm đó thì cô mới phát hiện là anh Lượng với anh Độ bị lùng. Thì lúc đó thì cô có chở các anh đi bác sĩ không? Hồi đó ở đây cũng nghèo khổ mà đâu có chở như vậy. Vậy thì lúc mà hai anh chị quen nhau á, mỗi người đều có một khuyết điểm đó là không cao bình thường. Thì phía bên chị có ngại không? Phía bên anh có ngại không? Chúng ta thì cũng thấy dạng mới học mình cũng muốn làm quen cho có bạn như xong cái về hai bên gia đình thì cũng dùng sớm gì thì người ta cũng ủng hộ. Tại ở ngoài ngoại thì có một mình vợ em mà là bị chồng ta thấy là cũng
hơi cậy, có bạn có bè được chưa, những lúc ốm đau thì chưa. Còn bánh trái của anh là sao anh được? Hồi đó anh đi bán á, anh chạy xe đạp đi bán á, không có gì tai nạn, ngã vô hàng rào tre và tre đâm hả? Ờ, tre đâm. Thấy rõ. Không, con mắt này đậm thấy. Mắt này rồi. Ồ. Tại vì em thấy có một cái đốm trắng ở tại bị gách gách mạc á. Mà mới giờ đây hồi đầu năm mà. Tại vì nói chung là chở đi dịch đó, sau đi bán được mà cứ nhà cứ nhà ngày qua ngày cứ tới xong chịu nổi về đây. Rồi về đây cũng cho hàng cũng lớn tuổi rồi. Về đây cho tầm anh chị rồi này kia cho biết tiền rồi này kia đó. Em biết tiền ấy chứ còn ví dụ sau này má mẹ không có chăm con già, hai đứa em thì cũng vậy mà lo hai anh chị nói chung là lo cũng khó khăn á, rồi kèm kèm cho để biết tiền rồi này kia. Anh Độ thấy ít nói quá. Do anh hiểu đó. Anh Độ nói gì cho tụi em nghe với. Nói gì thôi nói. Anh Độ khi nào lập gia đình? Chưa đúng đối tượng anh. Chưa đúng đối tượng. Bây giờ đã có đối tượng để ý chưa? Chưa hả? Ở nhà suốt hả? Chắc ở nhà suốt hơn hả? Nhà suốt hơn đi đâu hả? Nhưng mà có được cái là bán quán á, có nhiều thiếu nữ ra vô cũng chọn được đối tượng mà. Ở đây mình có làm gì không cô? Cô nhà cô có cùng đất gì không? Không, mình mướn không à. Ồ, vậy hả? Thôi, vậy là chú mất lâu chưa? Ba mắt hai em bền hả anh? Dạ. Ông tôi tìm được chứ. Ông giấu á, xong tới là chỉ gia đình khổ rồi, ông giấu mà ông giấu á, xong mới thôi tới kỳ cuối đi. Đã là anh kịp. Anh Lượng bán vé số xa không ta? Qua Long An đi tới bên Vĩnh Ninh mình. Ồ, tại đi có ga xe đó. Đi tới bên Vĩnh Ninh, ta đi Vĩnh Ninh, mình đi Vĩnh Ninh. Đầu tiên ta đi Tâm Nông rồi mình đi Tâm Nông. Khi ra mình đi, ta đi Hồng Ngự thì mình đi Hồng Ngự. Vậy là cái nhà của mình á, là mọi thu nhập thì đều trông chờ vào anh Lượng với lại vợ của mình để nuôi chị Ba với lại ông Độ. Cô thì giữ em bé. Lúc trước á thì còn đi làm nông rồi, mình có bướng đi cái lúa rồi này kia, đi cái mảnh cỏ rồi này kia, xong cái có thu nhập ở nhà. Bây giờ đã yếu rồi. Nhưng mà đi đồng 2 năm nay thì xỉu hoài rồi. Đi đồng nó xỉu đồng rồi. Tụi em có ở nhà có nhiều lần thì mình vẫn biết sao. Như vậy thì ngày bán được khoảng 200 tờ. Trăm mấy đó, 200. Dạ, em bán được nếu mà bán được 150. Vậy tháng gia đình hai vợ chồng bán thu nhập chắc được khoảng 6 triệu, 5-6 triệu à? Nhưng mà đi thì... À không, mỗi ngày có 200 là 200 nghìn nè, 150 là 350. 350. Ừ. Vậy là 7-8 triệu, nếu mà trường hao á, vừa được ế vừa được. Trời mưa nữa. Có khi nào ế không ạ? Cũng có quá hả? Bữa trời bảo bữa là hai vợ chồng ôm trăm mấy tờ hợ. Đi về trả cho người ta không kịp giờ á. Trả cho ở đây là 8 giờ sáng là mình đã trả rồi. Em lấy cái số người ta trả cho chị. Trả xong rồi. Mà đi có gian xe là ông ta đi bán rồi. Ở đây em đi học á thì cũng có người này người kia nói người kia bạn bè người kia học người kia nói người kia mà từ các bạn lên thì họ cũng vậy là tụi lấy cũng bình thường ai nói tại mà ai mình cứ làm xong làm rồi mình cứ làm sống đúng mình thôi ai nói có mặc cảm không vui nhưng lúc trước thì cũng có anh giờ thì khó lắm dạ chạm cái đời này rồi hết rồi. Em thì đi ra đời hơi sớm á, già chạm rồi. Gì? Cái gì đó. Đó. Còn anh biết chuyện gì?
chung là nào giờ mình không có gia trả. Là nói cái về nhiều khi nói với lại với em nó buồn cãi người ta. Nhưng mà anh chị là người nào buồn khi mà người ta nói trước giờ anh dễ tổn thương nhất. Chị ừ, đúng. Chị khóc không? Chị buồn. Nhiều khi cũng có. Chị khóc là nhiều khi chị cũng đâu có cho mình hay. Tình cờ mình gặp đó. Đồng biến. Nói lại vậy nè. Đi ra đời như vô ra mình tuy rằng mình gì mình nhiều người có khó khăn với mình. Quậy rồi. Nhưng mà gia đình mình cũng may mắn là được hả? Thấy tự nhiên vô thấy gia đình mình thấp thấp nhưng mà thấy hạnh phúc á, ai vui ghê. Vẻ hết à. Hôm nay thì cũng tới nhà cũng hơi tối, cũng ở lại chơi cũng được lâu, chắc mấy anh em cũng tranh thủ chạy đi về lại thị trấn gần đây ngủ cho anh còn sáng còn bán.